Hello hello, chào nghe, chào hết quý vị. Dạo này tôi hơi nhiều chuyện. Tức là rảnh rỗi, người ta hay nói là rảnh rỗi sinh nông nổi đó. Tại vì hôm nay còn ở nhà, hôm kia lấy hàng rồi, nhưng mà sáng mai mới đi. Cũng đi Florida. Chào quý vị nha, hôm nay thì mình nói rõ luôn, mình đã suy nghĩ rồi. Hôm nay là hình như là ngày 1 tháng 5, kỷ niệm để đánh dấu đầu tháng, ngày 1 tháng 5 ha. Phải không biết, bên Mỹ này hình như là ngày 1 tháng 5, hay ngày 1, ngày 2 gì đó, không biết nè, quên mất rồi. Bên này hình như là, tôi cũng nói luôn để cho các bạn tôi, họ không có ngạc nhiên. Tại vì bạn tôi trong số những cái người đấu tranh á, có những người rất là tử tế và tôi lúc nào cũng trân trọng các bạn đó. Có thể những cái gì tôi nói ra, tại vì tôi khi mà tôi nói thì tôi nói thật, chứ tôi không có tạo vỏ bọc. Có thể là các bạn tôi có muốn chơi thân với tôi thì chơi, không chơi thân vì khác biệt chính kiến thì ok nghỉ chơi. Cái chuyện đó với tôi nó không có quan trọng. Tại vì lúc nào tôi cũng đặt cái tình thân, cái tình người lên chơi những cái khác biệt chính kiến. Nhưng mà tôi không có giấu cái thể chế chính trị Việt Nam ít nhiều tôi không thích, nhưng mà tôi công bố ngày hôm nay, ngày 1 tháng 5 2019, tôi ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước để tiến lên. Nói rõ ràng như vậy, tôi ủng hộ. Tại vì nếu mà theo, nó nói theo kiểu những người chống cộng ở cái mức lập trường phản quốc thế này thế nọ, phản bội, ăn cơm quốc gia, thờ má cộng sản. Tôi thấy rằng tôi bù cái quốc gia đó nó chẳng mang tới đâu cả. Mà càng ngày tôi thấy ok, 44 năm qua rồi, càng ngày tôi thấy nó bể rạc và nó không có ra gì cả. Đó. Thì cái tính tôi không có làm, tôi không có theo, tôi không bỏ giờ, tôi không có mức giờ vô bổ để mà theo cái chính nghĩa quốc gia đó, để không có bị chửi là ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Đó là theo cái lập luận của những cái người đấu tranh chống cộng, hoặc là những cái người sinh ra và lớn lên ở thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà đối với tôi, cái khái niệm quốc gia nó khác với quý vị. Từ xưa tôi nghe cái cụm từ mức nước ha, hoặc là cụm từ quốc gia, thì tôi lại nghĩ khác rất là quý vị. Tôi nghĩ rất là khác quý vị. Nước đâu còn mức, nước Việt Nam vẫn còn đó, nó chỉ thay đổi chính thể. Chứ mức đâu mà mức, nó vẫn còn nằm ở đó và người ta vẫn bảo vệ nó. Vừa rồi qua những con phim Trường Sa, những cái người Việt Nam mặc đồ lính đó, ngày đêm họ sống ở ngoài đó, các em rất là trẻ, nó bảo vệ biên cương đó ha. Để họ bảo vệ quốc gia đó là gì? Đó là nước phải không? Còn chữ quốc gia, quốc là gì? Gia là nhà. Thấy không? Quốc là nước phải không? Thì tại vì sao ok có thể rằng là tôi lý luận cái kiểu ok cái nhà nước Việt Nam cũng là quốc gia đó. Nhưng mà họ lãnh đạo cái chiều hướng khác, họ theo một cái thể chế khác. Có thể chúng ta đồng ý hay không đồng ý, nhưng mà họ là quốc gia đó. Chứ không có nghĩa rằng là chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mới là quốc gia, còn họ không phải quốc gia. Chữ quốc gia ok dịch ra cái từ Hán Việt nhưng sao? Quý vị chỉ khái niệm vấn đề ngôn ngữ thôi. Thì khái niệm đánh cháo vấn đề ngôn ngữ thôi. Chứ chữ quốc gia, có những cái người mà ok, nếu mà chiều hướng quốc gia, họ đâu cần thiết phải ở trong cái sinh ra và lớn lên ở trong thể chế Cộng Hòa, họ mới là người quốc gia. Cái người quốc gia là người lúc nào cũng đặt cái vận mệnh đất nước lên trên cá nhân của họ, lên trên cái tổ chức của họ, lên trên đảng phái của họ, để họ phụng sự quốc gia. Tôi quan niệm như vậy. Và tôi dám nói rằng là tôi là người quốc gia. Tại vì bây giờ tôi ủng hộ. Tôi ủng hộ quốc gia. Quốc gia với tôi đó là gần 100 triệu dân ở trong Việt Nam. Quốc gia của tôi đó là cái nền kinh tế đã và đang hồi sinh. Tôi ủng hộ rõ ràng đó. Thì tôi muốn minh định như vậy đó. Ngày hôm nay ngày 1 tháng 5, tôi ủng hộ. Hiện tại tôi ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam, họ để họ lèo lái vững mình đất nước để phát triển. Tôi không có chống phá, tôi không có đánh phá,
Tôi không có phá rối, tôi không phá hồi. Vậy thôi. Tôi rất là trân trọng những cái người đấu tranh chống cộng tử tế. Tôi sẽ không đếm xỉa đến quý vị. Và ngược lại, những cái người mà dùng lá cờ vàng và đấu tranh chống cộng mà côn đồ thổ tả thì tôi sẽ lên tiếng. Và bấy lâu nay tôi lên tiếng với những thành phần đó. Còn những cái người mà ok chân chính, tử tế và đàng hoàng, ok, có nhân cách, ok, đó, có sự bao dung thì tôi rất trân trọng họ. Tôi không động chạm đến họ. Bởi vậy quý vị, nếu mà là những người tử tế, đừng ngốc ngộ những khi tôi lên tiếng. Tôi không có đả phá quý vị. Nếu quý vị ok nằm trong cái những cái nhóm như thế. Còn ngược lại, bất cứ ai thổ tả, côn đồ, quy chụp mũ, vô tội vạ, vô tội vạ, tôi lên tiếng. Và nên nhớ rằng tôi ủng hộ nhà nước Cộng sản Việt Nam phát triển đất nước và dân tộc, không có nghĩa tôi là đảng viên. Tôi còn lâu mới được cho vào đảng viên. Với tôi, đất nước và dân tộc là trên hết. Mà đất nước dân tộc không đâu xa. Nó có, chẳng có cái gì trừu tượng cả. Đó là sinh mệnh của hơn 90 triệu đồng bào ở trong Việt Nam. Đó, tôi nói một lần để cho quý vị khỏi chụp mũ tôi vô ích. Đó, tôi nói rõ ràng như vậy, muốn chụp thì chụp. Ha. Và quý vị, những cái người mà vào hay việc đàn tôi vào xả rác trong diện đàn tôi, giấu mặt, giấu mày á, đừng có nên vào. Tại vì quý vị nên vào thì ok, chỉ có làm cái cách để mà tôi có lý do tôi chửi quý vị nhiều hơn mà thôi. Quý vị vào trong mà ok, dùng những cái lời tục tằn chửi bới thì ok, để tôi có lý do đó mà tôi chửi thôi. Tôi nói rõ như vậy. Tôi không có thâm. À. Bởi vậy tốt nhất quý vị đừng có vào diễn đàn tôi xả rác. Tại vì quý nghị vị không có nghe được cho tôi rằng là bưng bô cộng sản. Thế là sau đó thì để tôi nói chuyện, tôi chia sẻ, tôi sinh hoạt với những cái người cùng chí hướng với tôi. Hoặc là đặc biệt các em, các cháu ở trong Việt Nam. Tôi không có cái gì để tôi giúp. Tôi không có tài năng để tôi giúp đất nước và dân tộc. Nhưng mà có thể tôi khuyến khích cái sự kỳ vọng của các em, các cháu đó. Vậy thôi. Một cái đóng góp một chút nhỏ nhoi như vậy thôi. Tôi không có tiền, tôi không có bạc để làm một cái gì đó cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Thì tôi lại khuyến khích, tôi lại động viên các em, các cháu đó. Tại vì các em, các cháu là những người đã, đang đi học ở trong Việt Nam. Họ đi học, họ cũng kỳ vọng họ ra trường sẽ được làm cái này, cái nọ. Ít lắm là họ lại mang lại những cái lợi ích cho cá nhân và gia đình họ. Cũng là một cái kỳ vọng, thấy không? Họ trông mong đất nước phát triển lên để họ có việc làm, lương cao. Có phải là cái kỳ vọng của các em, các cháu hay không? Các em, các cháu kỳ vọng, ok, cái xã hội họ đang sống thì có tội tình gì không? Thì tôi cũng vậy. Tôi sống ở nước ngoài, tôi nhìn vào, ok, tôi cũng kỳ vọng với các em, các cháu. Thì tại vì sao, ok, phải chửi bới những cái người như vậy? Còn cái chuyện quý vị đấu tranh, thì kệ quý vị, thành công hay không thành công là kệ quý vị. Tôi bỏ cuộc, tôi không tham gia với quý vị cả nữa cả. Và cái lý do tôi bỏ cuộc là tôi đã nói rất là nhiều lần rồi. Thứ nhất, tôi không chấp nhận được những cái hành động của đại đa số những cái người chống cộng côn đồ như thế. Thứ hai, tôi thấy rằng là tôi không có bỏ mất thời giờ công lao để đấu tranh, cuộc cái đấu tranh vô bổ, không mang lại được một cái gì cả. Chắc chắn không mang lại được một cái gì cả. Thì tôi không có phí thời giờ. Đó. Tôi xin nói lại một cái lần nữa, tôi rất là trân trọng những cái người chống cộng, đấu tranh, tử tế. Ha. Tôi sẽ không có đếm xỉa đến quý vị. Ngược lại, bất cứ một cái cá nhân và đoàn thể nào chống cộng mà côn đồ chửi bới, đặc biệt là chửi dân tôi ở trong Việt Nam, tôi sẽ chửi lại, tôi sẽ công khai chửi lại. Vì có vậy rất là dễ dàng như vậy. Bởi vậy ok, quý vị khỏi quy chụp nghe. Tôi công bố rất là rõ ràng. Tôi ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại vì họ đang là cái thực thể nắm vận mệnh của đất nước và dân tộc. Thì tôi ủng hộ họ cách này hoặc cách khác. Ít lắm là về vấn đề kinh tế. Còn cái chuyện quý vị đưa ra, cái chuyện mà họ tham nhũng hối lộ, quan chức này, quan chức nọ tham nhũng hối lộ, cứ vị cứ la làng lên, có bằng chứng thì quý vị cứ đưa lên. Tôi cũng mong đất nước tôi sẽ dẹp được cái giặc nội xâm đó. Và tôi nghĩ rằng á,
những cái người đã và đang là đảng viên cộng sản họ cũng trông mong những cái điều đó. Quý vị cứ nói, có bằng chứng quý vị cứ nói. Tôi không có bao che những chuyện đó. Vậy là kể như xong phải không quý vị? Đó, đấy cái những cái lời này tôi muốn nói những cái người mà gọi là họ kê chấm cộng, những cái người tử tế và đàng hoàng nghe. Chứ không phải là tôi muốn nói với cái tụi côn đồ đâu. Đó, tại vì tôi biết có những cái người bạn của tôi, bấy lâu nay họ cũng buồn tôi lắm. Nên không, có thể là họ thất vọng tôi. Nhưng mà nên mà tôi nói cái lập trường của tôi rất là rõ ràng. Có là tôi nói, chứ tôi chả sợ ai cả. Và tôi không có phải là có trong lòng, nhưng mà tôi giấu quý vị để tôi được chơi hoặc là để gặp nhau uống ly cà phê. Không, đến tôi không có vậy. Chẳng thể tôi ngồi uống cà phê một mình. Tại tôi nói thật, có thể là bạn bè, ok, họ không có thích tôi. Tại vì tôi đã thay đổi. Tôi không còn như các bạn nữa. Trước đây nữa, các bạn không có muốn gặp tôi hoặc là không uống cà phê, ok, tôi cảm ơn. Và tôi sẽ tìm kiếm những người bạn khác, hoặc là tôi ngồi một mình tôi uống cà phê. Nhưng mà tôi vẫn trân trọng những bạn đấu tranh chống cộng là những người tử tế, thì tôi rất là trân trọng. Đó, cái lập trường đó. Bởi vậy đừng có nói tôi rằng là lập trường quốc gia. Đối với tôi quốc gia, đối với quốc gia khác, mà đối với tôi suy nghĩ khác. Quốc gia của tôi không có nghĩa rằng là chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mới là quốc gia. Cái danh từ Hán học dịch ra chữ quốc với chữ gia thế nào? Nhà nước, vậy thôi. Đơn giản là nhà nước. Gia là nhà, quốc là nước, là nhà nước. Thì từ xưa đến giờ họ không có cái nhà nước vậy. Tôi thấy có những cái điều nó rất là mỉa mai, ai cũng đưa ra những cái câu đó để mà chụp mũ lẫn nhau. Danh dự, tổ quốc, trách nhiệm. Yes, nghe rất là hay. Đặc biệt là những người sĩ quan, những cái người cấp tướng đó, đã từng gắn liền, và những cái người cấp tướng đã từng giáo dục biết bao nhiêu sinh viên sĩ quan để ra trường với cái cụm từ đó, danh dự, tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Nhưng mà thật sự họ có vậy hay không? Được mấy người? Đọc lại cái lịch sử đi. Okay. Ngày 25, 26, 27, 28 thì ok, chuồng ra hết rồi này. Okay. Ra tàu bay đi hết rồi. Họ có phải người quốc gia không? Đối với tôi những người đó không phải là người quốc gia. Người quốc gia không có vậy. Cầm quân là phải chết với quân. Mới là những người đáng kính. Trong đó có những người đáng kính mà rất là ít. Thì tôi không nói ra quý vị cũng biết rồi. Nhưng mà đại đa số như thế nào? Bởi vậy đừng có lấy cái gì, cái cụm từ mà tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, hoặc là nói tôi đã ăn cơm quốc gia, thừa ma cộng sản, thế này thế nọ. Chứ tôi không nói ra thôi, chứ đừng có nghĩ rằng, cứ đừng đem ra là ok, cái màu cờ vàng mà lòe tôi. Tôi không nói thôi, mà chưa chắc thằng nào vàng hơn thằng nào. Tính tôi không có khoe. Cái gì qua rồi tôi cho qua. Cho những cái người mà cứ lấy lý do cờ vàng mà ok, mà chụp mũ chửi bới người khác, chưa chắc quý vị vàng hơn tôi đâu. Ra nước ngoài thì hồng hồng hổ hổ, ta đây lắm. Tôi kể, tôi không phải tôi khoe nha. Tôi xin kể một cái vấn đề thôi. Không phải khoe, tôi không có ý khoe. Những cái người đồng hương tôi vẫn còn đó ở Đà Nẵng, và tôi nghĩ rằng là họ nghe cái clip của tôi. Ba tôi lấy má tôi theo đạo. Năm 1968, vì chiến tranh nên ba tôi không có chạy xe đường dài, ba tôi lại chạy xe cho cơ quan Caritas của địa phương Đà Nẵng, là một cái cơ quan từ thiện của Giáo hội Công giáo đặt ở Đà Nẵng.
Và cái cơ quan từ thiện của Caritas ở Đà Nẵng á, nó bao trùm luôn những cái giáo phận khác như là Quy Nhơn, Huế, ha. Tại vì những cái giáo phận đó không có đường biển, tức là không có cảng để mà nhập những cái phẩm vật cứu trợ vào. Nên tất cả những cái phẩm vật cứu trợ của cơ quan Caritas đều nhập vào cái ngõ Đà Nẵng. Ba tôi là tài xế, vừa là cai quản những cái kho, tất cả những cái đồ cứu trợ của địa phương Đà Nẵng. Năm 1968, cái xóm của tôi, cái giáo xứ của tôi là giáo xứ Ngọc Quang, được thịnh hành sau Tết Mậu Thân năm 1968. Hồi đó gọi là cái trại tiếp cư, là những cái người chạy giặc đó, ở bất cứ nơi đâu, từ Quảng Trị, Huế, vùng quê Quảng Nam, Đà Nẵng chạy về đó. Thời gian đó, tức là cái mũi cầu ở bên Hải Châu đó, cái mũi cầu Thuận Phước, cái đường đi ra, đi đường biển đi ra ngoài đèo Hải Vân đó. Ba tôi là cái người mà gần như là khai khẩn cái khu đó. Tại vì ba tôi là cái người đi mà một ông linh mục trẻ, là ông linh mục Du Xe Đinh Mạnh Phú, mà sau có thời gian trẻ, hồi nhỏ, mặc dù tôi là con một nhưng mà tôi ở với ông linh mục đó. Tôi ở cái nhà xứ với ông linh mục đó. Ba tôi là cái người với ông đi linh mục đó, đưa xe đi gom tất cả những cái người chạy giặc ở những cái nơi khác, quy tụ về đó. Đó là một bãi cát thôi. Và thành hình ra cái giáo xứ Ngọc Quang. Cái chữ Ngọc Quang là lấy hai cái tên lót của hai người. Đó là ông cố giám mục Giuse Maria Phạm Ngọc Chi, và ông bề trên của địa phận là ông linh mục Nguyễn Quang Xuyên. Lấy hai chữ lót để trở thành có tên cho một cái giáo xứ đó. Sau năm 1975, tại vì giáo xứ là một cái giáo xứ, tức là ai cũng có quê cả. Người thì Quảng Nam thì về Quảng Nam, người Quảng Trị, Huế, Thừa Thiên Huế về. Những cái người bám trụ ở đó không còn bao nhiêu cả. Và một số đi kinh tế mới. Cái giáo xứ đó sau năm 1975 không có linh mục. Lâu lâu linh mục, tức là linh mục Đinh Mạnh Phú xuống đó để làm lễ. Thì có thời gian chính quyền địa phương muốn lấy cái nhà thờ đó để làm một cái xí nghiệp chế biến làm xà phòng. Thì lúc mà chính quyền địa phương đến đó thì có một ông, tức là cựu thiếu tá bên công an, ông ta không đồng ý, nhưng mà ông ta không dám lên tiếng. Ông ta không có dám lên tiếng. Tại vì ông ta về lại mua là những cái nhà đó, mà cái nhà ông mua là bây giờ là cái nhà của nhà xứ của giáo xứ Ngọc Quang. Cái nhà ông ta mua, tại vì sau này biển nó lấy, thì ok, cái nhà đó nó bị cái nền, cái móng nó đã biển nó xâm nhập phía trong phía dưới rồi, nó hỏng nền rồi. Nên ông ta dọn đi đâu đó. Tức là ông thiếu tá an ninh công an. Thì ông ta là người mà lúc nào cũng nói nhỏ ba tôi là không có được, phải ok, không có cho họ lấy. Tại vì ok, nếu mà làm đó thì nó bị ô nhiễm, tại vì sản xuất, làm dùng cái nhà thờ để mà sản xuất, cái nó bị ô nhiễm. Thì ba tôi chỉ còn lại ba tôi với một số giáo dân ở đó, thì ai cũng sợ cả. Nhưng mà quý vị có biết cái thời gian đó ba tôi, thì ba tôi ông không có muốn làm việc, tại vì ông là đạo theo, nên những cái người công giáo thời bấy giờ cũng có lối nhìn là ok, họ có vẻ coi thường những cái người mà theo vợ lắm. Ô, cái thằng nó lấy vợ theo đạo, vì vợ lấy vợ mới theo đạo, biết không, dân là ngoại giáo hay là tưng tòng vậy không. Nhưng mà ba tôi không cần, ba tôi không cần theo những cái gì ba tôi làm, là ok, ba tôi im lìm làm. Mà cái nhà thờ Ngọc Quang á, là cái nhà thờ đó hầu như sắt thép xi măng đều do ba tôi cung cấp để xây nhà thờ đó, không ai biết cả. Chỉ có ông linh mục giáo, ông linh mục đó là cha Đinh Mạnh Phú, cha ba tôi biết thôi. Và sau này chính ba tôi mới kể lại, tôi lớn lên ba tôi mới kể lại. Còn cái tiền xây dựng là cái tiền của quyên góp giáo dân. Ba tôi là cái người mà chợ sắt thép là ba tôi cung cấp để xây lên cái nhà thờ Ngọc Quang, mà cái nhà thờ đó bây giờ còn đó. Thì sau này ok, toàn là làm việc trong cái hội đồng giáo xứ thì toàn là những cái người mà có gốc gác, họ là những người di cư từ Bắc vào thế này thế nọ, làm vai vế, rồi lúc nào cũng mặc đồ vest để lên đọc kinh thánh trong những cái dịp lễ lớn ở trên công thánh. Nhưng mà có cái được ok, có cái cần nói rằng là sau năm 75, khi mà một mình ba tôi không có cho lấy nhà thờ đó, và chính quyền địa phương là phường Thuận Phước,
đã họp đi họp lại, thậm chí họp toàn dân, toàn phường luôn. Ba tôi, ok, ba tôi, ông nói rất là rõ ràng, tôi sẵn sàng chết tự vì đạo, tôi rất là vui vẻ và tôi sẵn sàng chết tự vì đạo, lúc nào tôi chết thì quý vị được lấy nhà thờ này. Tôi không nói cường điều đâu, những cái người giáo dân của tôi còn đó. À, sau cuối cùng, ok, họ lấy không có được, và nhà thờ đó bây giờ vẫn còn ở đó. À, thì tôi muốn nói rằng, tôi cũng vậy, tôi khoe, tôi muốn nói rằng là có những người gốc gác, à, mà trước đây rằng là họ rất là kỳ thị ba tôi, cho ba tôi là người ok lấy vợ theo đạo thế này. Nhưng mà khi qua phường, tại vì phường có mời ba tôi qua, rồi cứ đưa, nói ô ông me này, ba tôi tin me, ông coi đi, những cái người này đều ký giấy bàn giao nhà thờ hết. Ba tôi táo họ, tó họ tâm tin luôn, toàn là những cái người trước đây á, là lúc nào cũng vỗ ngực á, là ta đây là giáo dân thuần túy, lúc này ok, lúc nào cũng mặc áo vest để lên đọc kinh thánh trên nhà thờ. Nhưng mà họ chính là những cái người giao nhà thờ, ký vào giấy tờ giao nhà thờ đầu tiên. Đó là cái vấn đề mà tôi muốn nói. Bởi vậy á, quý vị, ba tôi mất ở bên này, nghe. Cái ông linh mục, có một ông linh mục có thời trẻ, có thời gốc Tâm Kỳ, có thời gian về ở coi giáo xứ đó, là ông đó, ok, ba má tôi im lìm, tại vì ông linh mục đó người nghèo và ba má tôi đỡ đầu cho linh mục đó, tức là coi như là một người con luôn. Bây giờ ông linh mục đó lâu lâu vẫn kêu tôi bằng anh, tại vai vế theo gia đình, kêu ba má tôi là ba má. Thì khi ba má tôi, trước khi mà ba tôi mất ở bên này, thì có những cái linh mục, tại vì ba tôi cũng là hội viên Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu của Giáo Phận Đà Nẵng. Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu có nghĩa rằng là đóng góp cái tiền quỹ để giúp địa phận đó đào tạo, có tiền để đào tạo những cái người được đào tạo thành linh mục. Thì họ biết, trong địa phận đó họ biết là cái lịch sử của nhà thờ đó qua từng thời điểm, tính từ năm 1968, rồi thế nào thế nào. À, rồi bác chính địa phận đó đề nghị ba tôi cũng giống như là cái người sinh ra giáo xứ và cũng đã là cái người mà nhọc nhằn suýt bị cầm tù vì cái nhà thờ đó, nên ok, các linh mục đó nói ok, thôi bây giờ ông cụ đã như vậy rồi thì ước mong nếu được thì gia đình đưa về để ba tôi làm cái phép xác ở trong nhà thờ đó. Đó là lý do gia đình tôi đưa ba tôi về Việt Nam để an táng, được làm phép, tức là làm phép bên nghi thức công giáo thì người chết cũng phải được làm phép xác ở trong nhà thờ đó. Đó là lý do tôi đưa vào. Tôi muốn nói rằng để cho quý những cái đám mà chúng còn côn đồ nghĩ rằng á, ok, đừng có cào bằng phím, đừng có nghĩ vỗ ngực ta đây, treo cái lá cờ vàng thế này thế nọ là ta là vàng, biết không? Chưa chắc ai vàng hơn ai, biết không? Tôi không khoe con, nhưng mà cái tính tôi thực tế. À, không có nghĩa rằng vậy là tôi phải chung thủy. Không có nghĩa rằng là ba tôi hoặc là dòng họ tôi có từng tham gia Việt Nam Cộng Hòa đã từng bị tù đầy thì tôi phải chung thủy với cái chế độ đó để theo quý vị làm những cái việc mà không tưởng. Hoặc là ok, đồ vụ ngực cho ta đây có cái quyền để chụp mũ người này người nọ. Đối với tôi, quý vị là những cái đứa trẻ con thôi. Tôi nói thật, tôi có thể có những người lớn hơn tôi mà tôi cho là trẻ con thôi. Tôi nói thật á, ok, năm tôi mới trên 20 tuổi qua đến trại tị nạn Hồng Kông. Tôi là cái người mà tranh đấu để mà treo lá cờ vàng ba sọc đỏ, cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ để mà đi, tức là đi, tức là cầm cái lá cờ vàng bao đọc đỏ để mà đi, tức là đi, đi một cái buổi lễ kỷ niệm hình như là 75 năm, hình như 75 năm ngày kỷ niệm hướng đạo Hồng Kông. Tôi đã tranh đấu đó, lúc nãy hầm để mà được treo đó. Đúng ra, ok, Tổng hội hướng đạo Hồng Kông không có cho phép. Tại vì cái lá cờ đó không còn quốc gia. Ok. Và tôi là một trong những cái người thấy các em trẻ ở trong trại tị nạn như vậy. Tôi đã xin những cái đồng tiền của các sơ, các cha mua vải vào để may đồng phục. Để mà giúp cho các em đó có một cái nơi sinh hoạt lành mạnh. Thay vì để các em đi ở trong trại, đi lêu nghêu suốt ngày. Tại vì thời gian đó có những cái người ở trong trại đến 5-6 năm. Thì các em lớn càng lớn dần. Tôi cũng phải tôi khoe, biết không?
có quý vị nào, kể cả những cái người cựu công nhân, tôi chưa thấy ở trại khác, tôi không thấy, mà ở ở bên Hồng Kông có làm những cái việc nhân danh là lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa để làm những cái chuyện như vậy hay chưa? Tức là chỉ vì qua bên đó chỉ có ăn rồi chờ cái định cư, chờ đi định cư, rồi qua bên này để làm tinh làm tướng, cứ vỗ ngực ta đây là Việt Nam Cộng Hòa để rồi cho phép mình, ok, lèo lái ngồi trên đầu những cái người khác để cho rằng là mình mặc cái áo công nhân, tao đã từng đi lính đó rồi, ok, mà hướng dẫn cho người khác, người nào làm không đúng thì chụp mũ, vỗ ngực lấy cái danh xưng đó chụp mũ. Đối với tôi chưa rồi, ở đây tôi không khoe, người nào quen ông Hồ Văn Sinh cứ hỏi đi, thằng Đức Huế là cái thằng nào, ok, tôi tên Đức, hỏi ông Hồ Văn Sinh đó, tôi từng ở tù một trại với ông Hồ Văn Sinh ở trại cải tạo Tiên Lãnh. Cái thời gian ông Sinh ở trong trại cải tạo Tiên Lãnh là ông làm trưởng ban văn nghệ. Tôi qua Hồng Kông có gặp ông, hai anh em ông, cứ hỏi đi. Cái băng nhạc đấu tranh của ông Hồ Văn Sinh là băng nhạc Đoàn Văn Lực Nắng Mới, tôi đã từng đến đó tập hát, giúp ông Sinh tập hát những cái bài hát đấu tranh đó. Quý vị cứ lầm tin lầm tưởng cho phép mình cào bằng phím. Đối với mẹ tôi là quý vị là những cái đứa con nít thôi, mới chụp chừng thôi, theo cái trào lưu chống cộng, cứ khoác lên treo lá cờ vàng ba sọc đỏ, treo vào cái hình lính Việt Nam Cộng Hòa, có là muốn chửi ai thì chửi, muốn mắng ai thì mắng. Dạ nick, dạ danh vào trong này, trực diện đi, bất cứ người nào cứ hiện thân ra đi, muốn nói chuyện với tôi thì nói chuyện, đừng có giả cái nick, là nick ma nick quỷ để vào nói chuyện, hèn, đúng không? Thái độ đó là thái hiện rất là hèn. Tôi sẵn sàng tôi gặp với quý vị, nếu mà đối chất đàng hoàng, tôi sẵn sàng tôi để tranh luận. Tôi là con người ok thức thời, tôi biết cái việc gì làm không được, bằng cái mục đích trước đây tôi đấu tranh là gì? Đấu tranh đó để cho mong những người dân đỡ khổ, vậy thôi. Thì bây giờ cái kinh tế ở Việt Nam nó đã hồi sinh thì không có lý do gì tôi tham gia đấu tranh gì cả, mà tôi ok tôi ủng hộ. Cái điều thứ hai nữa là cái vấn đề đấu tranh đối với tôi ok nó không mang lại lợi ích gì cả, tại vì không đi đến đâu. Tôi không có muốn bỏ công ok sức vào trong đó vô bổ, tại vì còn lâu mới lật được Đảng Cộng sản. Hồi xưa ok quý vị có một viện trợ quân sự, súng ống, tàu bay, tàu bò rõ ràng, mà còn bỏ chạy, còn chưa đánh lại cộng sản, thì bây giờ làm sao lật? Bây giờ người ta có tàu ngầm rồi, Hoa Kỳ đã viện trợ biết bao nhiêu khí cụ, thậm chí đào tạo sĩ quan hoặc là chuyên viên cho Việt Nam nữa. Quý vị lấy cái gì quý vị lật đổ? Mà không có lật đổ nữa thì ok chúng cộng theo quý vị có phải mất giờ hay không? Tôi cái tính tôi rất là thực tế, và cái gì tôi làm tôi đã nói rồi, ok quý vị đừng có chụp mũ. Nếu mà tôi theo cộng sản tôi sẽ công, tôi can đảm tôi sai, tôi theo cộng sản và tôi có sợ ai mà ok tôi phải giấu, tôi không sợ ai cả. Ăn rồi nó cứ nó dạ nít vào là nó là nó ok nó chửi bới, nó cào bằng phía, bực mình lắm quý vị. Và đừng có nghĩ rằng ok cộng sản tôi về được vừa rồi là cộng sản nó chiêu dụ tôi, không ai chiêu dụ tôi cả, tôi tự động đó. Tôi thấy cái kinh tế Việt Nam nó phát triển, tôi tự động tôi ủng hộ họ, chứ không có ai níu kéo tôi cả. Đừng có nói oan cho họ. Quý vị cứ ăn rồi cứ tưởng tượng như đúng rồi để chụp mũ hết người này, chụp mũ hết người nọ. Không có gái gú nào, không có ok tuyên huấn tuyên hiếp gì mà ok là chiêu dụ tôi cả. Tôi chả có một cái bụng lục nào cả ở trong Việt Nam. Nhưng mà đó là ok tôi về thấy ở trong đất nước của tôi vậy, nhất là cái địa phương tôi sống, thì tôi mừng rỡ, tôi hớn hở và tôi kỳ vọng. Nên tôi ok công khai tôi ủng hộ họ.
44 năm qua quý vị làm được cái gì để khiến tôi ủng hộ? Tôi cũng đã từng tham gia với quý vị mà càng ngày thì càng thổ tả, chụp mũ nhau, chửi bới nhau. Cứ nhận vỗ ngực ta đây là Việt Nam Cộng Hòa, cũng đem lá cờ đó để mà chụp nhau. Thì làm sao người ta ủng hộ quý vị được? Người ta chỉ ủng hộ những cái việc làm tốt lành, nhưng mà những cái việc làm quý vị có tốt lành đâu mà ủng hộ. Chưa nói là ủng hộ cái là cái là mức thời giờ nữa. Tại vì biết chắc chắn là quý vị không có làm nên được cái gì cả. Biết bao nhiêu tổ chức ông Nguyễn Hữu Chánh đó, hồi chưa thành lập Chính phủ Việt Nam Tự Do nói rất là ngon. Ông lên ông nói trước một cái số người cự tỏa rất là đông. Ok, ông nói năm 2005 phải giật sập chế độ Cộng sản, phải giải tán chế độ Cộng sản. Nếu không giải tán được là ông làm cái sống này quý vị, ông sẽ tự tử. Nguyễn Hữu Chánh còn đó, có tự tử hay không? Nói luôn, tức là ok, nói thằng ngày cả bằng phím ở ngoài cũng vậy. Nói ngon lành lắm. Đó. Chắc chắn rằng tôi nhắc lại cái điều này quý vị còn nhớ, biết không? Nói hùng hồn lắm. Ôi trời, cự tòa ở dưới vỗ tay âm âm ầu ào vậy đó. Nghe sướng lắm, biết không? Thủ tướng mà. Ông thành lập, ông là thủ tướng, biết không? Của Chính phủ Việt Nam Tự Do. Năm 2005 phải giật sập, phải giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu không thì tôi sẽ tự tử. Ông nói là ông sẽ tự tử. Rồi trên đây còn phải biết bao nhiêu người. Năm 2020 là phải vậy. Mấy quý vị ok nói những cái chuyện mà nó chính mẫu, nói ra mà quý vị rất là mâu thuẫn. Khi thì giật sập, khi thì kêu gọi biểu tình chống là năm 2020 là cái Việt Nam, chính quyền Việt Nam lại giao bán đất nước cho Trung Quốc vào năm 2020 qua cái hiệp hội nghị Thành Đô gì đó. Những cái gì quý vị đưa lên hết chứ không có ai đưa lên hết á. Mà cái này đá cái kia cái bập vậy mà quý vị không có nhìn lại. Đấu tranh sao đấu tranh mà ok như vậy thì có mà ai mà theo. Chỉ có những cái người mà thiếu suy nghĩ mới theo thôi. Hoặc là vì cái căm thù quá làm cho cái trí óc của họ ok nó không còn tỉnh táo nữa. Để mà so sánh. Tại vì cái sự căm thù sau đó ok nó choáng hết rồi. Bởi vậy, tôi xin nhắc lại là tôi sẽ còn tiếp tục chửi những cái thành phần chống cộng, côn đồ. Ha. Và quý vị, những cái người chống cộng mà đàng hoàng và tử tế thì tôi không phải chửi quý vị. Có thể là quý vị khó nghe những cái lời tôi nói. Ha. Nhưng mà tôi không có ý chửi quý vị. Nếu mà quý vị là những người tử tế, tôi trân trọng quý vị. Mặc dù tôi với quý vị ngày hôm nay bất đồng chính kiến, không cùng quan điểm với nhau. Đó. Nói một lần vậy đi ha. Hiện tại thì tôi chưa dùng lá cờ bị cái biểu tượng cờ đó. Nhưng mà biết đâu nay mai tôi sẽ dùng cái lá cờ đó và tôi cho lá cờ đó là lá cờ Tổ quốc. Chưa biết được. Who know, biết không? Tôi cũng nói trước vậy luôn để cho quý vị khỏi ngạc nhiên. Và khi nào mà tôi dùng cái biểu tượng cờ đỏ sao vàng á, mà tôi công nhận nó trong lòng tôi á, thì tôi sẽ công khai luôn. Tôi sẽ cũng sẽ nói cho quý vị biết. Cho tôi không có giấu đâu, tính tôi không có giấu. Tại vì cái đó là tôi có cái quyền hiến định của tôi đang ở trên đất nước Hoa Kỳ. Họ đang có ngoại giao với cái nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì tôi chả sợ cái gì cả. Đúng không? Chuyện đó là cái chuyện bình thường. Và quý vị chẳng có một cái gì để cấm đoán tôi cả. Tôi khen ai tôi làm cái gì đó, cái đó là quyền của tôi. Và Hiến pháp Hoa Kỳ đã công nhận cái điều đó. Những tu chính án của Hoa Kỳ cũng có Hiến pháp đã công nhận cái chuyện đó. Tôi không có làm sai pháp luật. Và nên nhớ rằng đây là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bonsa là cái thành phố của Westminster. Trong đó có Westminster Garden Road. Hả? Hoặc là Santa Ana là cái chính quyền địa phương của Hoa Kỳ, chứ không phải đó là cái thực thể của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị nên nhớ như vậy.
Đó là những cái lời đáng lẽ tôi không có livestream, tôi cũng đang làm mấy công việc, tôi đang chờ cho nó xong. Nhưng mà tại vì cái tụi kêu nó cào bằng phím quá, nó vào có nó giả nick rồi làm cái nick mới rời à. Nó vào nó gây gỗ với mình, thì bởi vậy tôi mới làm cái livestream này để tôi minh định một lần cuối cùng để cho quý vị biết luôn, để khỏi cần chụp mũ. Ok, tại vì cái mũ đó tôi tự động tôi lấy tôi đổi cho, tôi không cần quý vị chụp. Ok, tôi ủng hộ chính quyền Việt Nam trong vấn đề kinh tế để phát triển đất nước, mang lại cái dân sinh cho người dân Việt Nam ở trong Việt Nam. Vậy thôi. Đó, tôi tự động tôi đổi nha. Quý vị khỏi chụp ha. Đó. Khỏi chụp mũ. Tôi tự nguyện tôi đổi. Nói vậy cho nó xong đi. Ok, cảm ơn quý vị ha. Chào tạm biệt.